Green Dragon City tọa lạc giữa trung tâm thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, sở hữu gần 3 km bờ biển bên vịnh Bái Tử Long, quy mô 99,2 ha đất nền mặt biển, sống chuẩn thượng lưu, sinh lời tối ưu. Green Dragon City, một sản phẩm thuộc tập đoàn TTP.